Nếu ai bị biến chứng trồng răng như tôi thì sẽ hiểu. Không phải là sợ trồng răng mà là sợ trồng răng rồi bị đau đại. Chỉ mong rằng là có một cái giải pháp mà trồng răng một lần và được bảo vệ kết quả cả đời. Tôi là Nguyễn Thị Hoan, năm nay 64 tuổi. Năm 2019 tôi có nhổ đi một chiếc răng sâu. Rồi sau đó tôi có đến cái nha khoa gần nhà. Người ta bảo rằng là răng sâu nhổ đi và trồng lại răng mới thì tôi quyết định trồng luôn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là trồng răng thì ở đâu cũng thế và ở đâu cũng giống nhau thôi. Sau khi trồng đi rồi thì về nhà tôi có vệ sinh rất là cẩn thận. Thế nhưng mà nó vẫn cứ bị đau và rát thức ăn ở kẽ răng ạ. Sau khoảng hơn 1 năm trở lại đây á, ở cái chỗ trồng răng ấy thì phồng mủ lên và chảy nhiều máu. Thì chỉ cần chạm nhẹ tay vào thôi là đau lắm và không thể ăn được. Thế là tôi mới đến cái nha khoa đó để khám lại. Thì được giải thích rằng là do tôi ăn uống không cẩn thận. Thế rồi là cái trụ và cái răng giả cũng chỉ có thời hạn sử dụng thôi. Nên khuyên tôi là nhổ đi và trồng lại. Cứ trồng răng lại phải nhổ đi, lại trồng lại thì tôi sợ lắm và tôi không làm nữa. Đúng là mất bò rồi thì mới lo làm chuồng á. Thế tôi mới tìm hiểu trên mạng và biết đến nha khoa Lạc Việt. Khi đến đây ấy, thấy rất là ấn tượng. Nha khoa Lạc Việt có một đội ngũ bác sĩ giỏi này, công nghệ cao này, rồi đội ngũ nhân viên nhiệt tình, không gian thì rộng, sạch sẽ. Tôi rất là yên tâm. Tôi quyết định lựa chọn xử lý cái trụ răng đào thải và trồng implant tại đây. Sau gần 1 năm cô Hoan được trồng răng bằng cái công nghệ DCT ấy, thì ngày hôm nay cô Hoan đến phòng khám để tái khám theo lịch đúng không ạ? Vâng. Thì trong cái thời gian vừa rồi ấy, sau khi cháu lắp răng cho cô xong ấy, thì mình ở nhà mình ăn uống này, vệ sinh, các thứ ở nhà này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì đâu cháu. Cô thấy rằng là ăn uống cũng rất là dễ dàng, không có trở ngại gì. Và vệ sinh thì cô cũng làm vệ sinh rất là cẩn thận, bình thường thôi. Thế có lúc nào nó có bị đau nhức hay khó chịu gì không? Cô không hề bị đau nhức và Không bị không đau khó nhức gì chịu cả. À, vâng, thế thì tốt quá. Cô từng bị biến chứng đào thải trụ bằng công nghệ cũ trước đây, cho nên là cô rất là sợ và lo lắng. Vì thế cho nên cô đã chọn cái giải pháp mà Im-Lam DCT là vì nó là công nghệ mới. Thứ hai nữa là nó bảo đảm là chỉ cần trồng răng một lần và sẽ an tâm trọn đời. Thế vậy thì cô muốn bác sĩ giải thích thêm cho cô biết rằng là vì lý do nào mà cái giải pháp Im-Lam DCT này lại làm được điều đó không ạ? Vâng, cháu cảm ơn câu hỏi của cô. Thì đây là cái hình ảnh mà cái răng, đây là mặt nhai này. Đó. Đây là bên bên thì cô có thể quan sát thì cái màu sắc các thứ của nó thì cũng rất là giống răng thật, và trên cái công nghệ này nó sẽ có một cái ưu điểm chính về cái cơ tuần mai đó. Thì cô nhìn đến những cái nhú lợi của cô này, này cô nhìn không, đây là nhú Rồi lợi nhá, cô đấy nhìn bên này rõ. này, bên này đó, hai bên cái nhú lợi của cô là nó được đẩy và được duy trì giống y như cái răng trước, giống y răng thật đằng trước đó. Thì chính vì vậy là cô ăn uống thì thức ăn nó không thể nào nó đọng vào đây được, đó nó giống như cái răng thật của mình thôi nhá. Đấy đấy là cái nguyên nhân khiến cho cái việc của mình ăn uống vệ sinh rất là dễ đó. Chứ còn nếu mà với cái răng ngày xưa thì không thể đạt như thế nhá. Đấy thì gần đây là gọi là cơ tuần mai theo công nghệ DCT các bạn. Thì công nghệ DCT là một công nghệ khá là mới đó, thì nó sẽ giúp cho mình là bộ cháu làm phẫu thuật đấy cho bệnh nhân thì sẽ tránh cái tình trạng nó bị đau nhiều này, sưng đau cũng như là giảm cái nguy cơ bị chảy máu, và đặc biệt cái phục hình về lâu về dài thì khi bọn cháu làm lên nó sẽ giống đúc như một cái răng thật đó. Thì đấy là cái lý do mà khiến cho cái việc cô ăn nhai sau gần 1 năm rồi đấy, cháu vừa thăm khám cho cô thì mình không hoàn toàn không có bị đau nhức này, không có bị viêm nhiễm hay là bị rát thức ăn gì cả nhé. Đấy nó không giống như cái công nghệ ngày xưa, công nghệ DCT hiện tại mà bọn cháu đang sử dụng ấy thì nó là sự kết hợp của bộ ba công nghệ USI, PDI và CMI. Thì cái công nghệ này sẽ cho phép
giúp cho bác sĩ mà khi từ cái giai đoạn ban đầu mà khi bọn cháu tiếp xúc với cô, gặp cô, chụp phim lên cái kế hoạch thăm khám là mình đã biết được xem cái vị trí xương của cô như thế nào rồi. Đó, trong xương nó có những cái mạch máu này, cấu trúc xương như thế nào, cái vị trí ống dần kinh hay là vị trí của chân răng bên cạnh nó như thế nào. Đó, hay là những cái tổn thương cũ mà trước cô đã bị implant nó đào thải ấy. Đấy, thì là xem cái tổn thương nó đến đâu để mình có được cái kế hoạch mình điều trị phẫu thuật cho nó phù hợp. Đó, thì chính vì thế mà cái quá trình phẫu thuật mà trước cháu làm cho cô thì cô thấy rất là nhanh, đó, nhanh chóng và nó ít sưng, ít đau và ít bị chảy máu. Đó, ngoài ra quan trọng hơn đấy là về cái công nghệ mà cái phục hình ở bên trên cái răng sứ ở bên trên. Đó, thì theo cái công nghệ DST thì cái răng sứ bên trên bọn cháu sẽ sử dụng cái gọi là cái customize, đó, cái trụ hình cá nhân hóa. Mỗi người có một cái, chứ không có ai dùng lại của ai, không có ai giống ai cả. Thế nếu mà so với cái công nghệ trước đây cô làm ấy, đấy, thì ngày xưa mình làm cái công nghệ ngày xưa thì cái răng sứ ở trên implant ấy, đó, thì mình sẽ sử dụng một cái trụ phù hình gọi trụ phù hình stock, đấy, gọi là trụ phù hình bán sẵn, là hãng người ta sản xuất hàng loạt này, đó, cái nào giống cái nào, đó, nó rất là nhỏ, rất là bé và nó không có cái khả năng tương hợp sinh học, đó. Thì bây giờ mình sử dụng, nhà cháu đang sử dụng cái công nghệ mới này. Thì cô nhìn, cô nãy cháu chỉ cho cô ấy, thì là cái phần customize trụ phù hình cá nhân hóa đấy thì nó sẽ giúp cho nâng đỡ cái lợi ra, đó, và cô vệ sinh rất là dễ, nó không có bị rắt thức ăn, duy trì được cái nhú lợi đó. Ngoài ra thì cái bề mặt của cái trụ phù hình đấy nó dính được vào lợi luôn, lợi của cô dính vào đấy luôn, đó, thì không thể nào mà vi khuẩn này hay là thức ăn khi nó chui xuống chỗ im lành của mình để nó gây ra cái tình trạng nó bị viêm nhiễm. Đó, thì khiến cho cái răng của cô thì ăn nhai lâu dài nó không bị viêm và thức ăn thì nó không bị rắc. Đấy, thì đấy là chính là cái chìa khóa cô nhé. Đấy, đấy là cái sự khác biệt của công nghệ DST so với những công nghệ implant ngày xưa. Đó, và trước cô đã sử dụng cái công nghệ implant cũ rồi. Đấy, thì cô biết đấy, nó khác biệt rất là nhiều cô nhé. Thì sau cái quá trình cháu vừa thăm khám với cô trên ghế ấy, thì cháu thấy là cái răng của mình nhá, thì hiện tại, thời điểm hiện tại thì răng của cô thì lợi xung quanh rất là hồng. Đó, cái nhú lợi ngày xưa như thế nào thì bây giờ nó y như thế. Đó, và cô vệ sinh thì cháu thấy nó vệ sinh rất là tốt đấy, nó không có nhiều cái mảng bám đọng lắm, tức mình có một chút thì mình vừa có vệ sinh lại rồi nhé. Thì bây giờ cô về nhà cô cũng ăn uống vệ sinh như mà cháu hướng dẫn thôi nhé. Nhất là mình ăn uống như bình thường, đó, vệ sinh đánh răng từ ngày từ 2 cho đến 3 lần nhé, với cả nên sử dụng thêm cái nước súc miệng nữa đó. Và những cái kẽ này cô vệ sinh giúp cháu bằng cái chỉ tơ nhé, chỉ tơ với cả cái máy tắm nước ấy. Cô mua cô sắm cái máy tắm nước, cô xịt vào đó, ăn xong xịt vào đó cho nó sạch nhé. Đấy, thì hiện tại cháu thấy là lợi cái thứ nó hồng hào, xương xung quanh còn nhiều mà răng thì nó không có bị mắc gì cả. Cháu vừa kiểm tra lại một chút về khớp cắn nhé, khớp cắn thì nó không có bị cộm đâu. Đó, nó như ngày xưa như nào thì bây giờ nó vẫn thế thôi. Đó, hồi lắp răng xong bây giờ nó vẫn vậy cả nhé. Thì cô về cô sử dụng, thì nếu mà trong quá trình sử dụng cô có bất kỳ vấn đề gì thì cô liên lạc với nhà khoa để đặt lịch qua cháu kiểm tra luôn. Thế còn nếu mà mình không có vấn đề gì thì cô cứ qua kiểm tra định kỳ cho cháu tầm độ 6 tháng một lần, tức là 1 năm 2 lần, 6 tháng một lần nhé. Thì qua bọn cháu kiểm tra, nếu mà có vấn đề thì mình xử lý luôn để cho răng nó được lâu dài nhé. Sau gần 1 năm trồng răng bằng giải pháp DCT thì răng tôi rất là ổn định. Đúng là giải pháp trồng răng DCT ấy, là một giải pháp mà trồng răng một lần an tâm trọn đời. Cảm ơn nha khoa Lạc Việt Intech và đặc biệt là cảm ơn bác sĩ Gia Bảo đã cho tôi một chiếc răng tốt, một chiếc răng mới giống như chiếc răng thật ạ. Bác sĩ rất là nhiệt tình, rất giỏi và còn chu đáo nữa ạ.